Xin chào tất cả các bạn, mình là Hậu trong video này Mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái số cái nội dung mà mình sẽ đi qua trong cái khóa học về JavaScript cho người mới bắt đầu các bạn ha Thì trước khi mình bắt đầu cái nội dung thì mình cũng xin giới thiệu chút xíu thì mình là Hậu, hiện tại mình là founder của kênh Easy Frontend Hiện tại được mọi người rất là yêu mến và ủng hộ, hiện tại được có hơn 11.000 subscriber trên YouTube các bạn ha thì và sau cái sự thành công của khóa học React.js mà mình đã upload trên Udemy thì với mong muốn được hỗ trợ cho tất cả những cái bạn mà có mong muốn trở thành một cái front end developer ngay từ những cái ngày đầu bước vào cái lập trình thì mình đã cho ra cái khóa học đó là javascript cho người mới bắt đầu này thì mình có ba cái mục tiêu lớn ba cái mục tiêu lớn để hoàn thành trong cái khóa học này cái thứ nhất là cho các bạn có thể làm quen được với cái ngôn ngữ javascript cái số 2 là bạn có thể apply kiến thức JavaScript của mình để có thể làm việc được với những cái browser, những cái element ở trên cái trình duyệt của mình. Cái số 3 là cái này là rất là quan trọng luôn, đó là cung cấp cho bạn một những cái kiến thức cơ bản nền tảng nhất của một lập trình viên với những giải thuật cơ bản đơn giản để đảm bảo là bạn có được một cái nền tảng cơ bản để có thể xử lý những cái vấn đề cơ bản trong lập trình của mình ha. Rồi, thì mình sẽ đi sâu vào từng cái chi tiết ha. Thì ở đây mình các bạn sẽ thấy là Uh, đầu tiên cái khóa học các bạn lưu ý là cái khóa học này của mình á, sẽ chỉ có uh, mình sẽ public duy nhất ở trên udemy thôi các bạn ha mình sẽ không có một bên thứ ba nào uh, cung cấp khóa học này nếu các bạn mà mua khóa học này thông qua một bên thứ ba nào đó tức là bên đó đang đã gian lận và không được phép của mình ha không có một bên thứ ba nào cả mình cũng không có hỗ trợ là upload lên google drive hay là youtube hay là bất cứ nơi nào để bán khóa học các bạn ha khóa học này nên nhớ là duy nhất chỉ có trên youtube các bạn nha Uh, uh, ở trên Udemy chứ mình nhầm sorry <laughs> chỉ ở trên Udemy thôi nha thì những ai có thể phù hợp để học cái này thì những bất cứ ai mà muốn theo cái mảng lập trình web sau này để làm front end developer các bạn ha à, uh, các bạn có thể chưa có kiến thức về lập trình được luôn ha mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn chỉ dẫn rất là chi tiết ngay từ đầu với những cái thuật ngữ uh, lúc đầu để cho các bạn có thể nắm dần với lại cái uh, cái 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 mảng lập trình này ha À, à, những bạn mà muốn mà học cái javascript để lấy nền tảng để học cái ông thần Node.js để làm bên backend đó, thì cũng được luôn ha thì khóa học này cũng giúp bạn có được một cái kiến thức nền tảng về javascript nè về có luôn cái phần giải thuật cơ bản cho mình nữa đấy cho nên là rất là phù hợp cho những bạn mà bắt đầu đặc biệt là những bạn mà uh, chuyển ngành từ ngành này sang ngành uh, qua ngành lập trình ha thì đây là một khóa học rất là phù hợp luôn bởi vì mình đi từ đầu những cái bước đầu tiên luôn ha để các bạn có thể dễ nắm và tiếp cận được chưa thì khóa học này mình mình đã biên soạn và mình tổng hợp từ rất rất là nhiều, nhiều cái nhiều cái nguồn tài liệu tham khảo khác nhau thì ở đây có một số cái 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 link chính mình để ở đây các bạn ha tuy nhiên nó còn nhiều lắm <laughs> còn nhiều lắm hơn nhưng đây là một số cái cái trang chính mà mình tham khảo để mình có thể biên soạn ra được cái cái khóa này các bạn ha thì yêu cầu các bạn chỉ cần thứ nhất à, các bạn đơn giản là làm biết được html set cơ bản nè à, biết sử dụng vs code này ha rồi biết cách search google cái này quan trọng nhất <laughs> bởi vì bí là phải search google thôi ha Uh, HTML CSS ở trong khóa này các bạn lưu ý là trong khóa này mình không dạy về HTML và CSS được chưa? Thậm chí có những cái giao diện mình sẽ cho sẵn HTML CSS luôn. Được chưa? Để các bạn uh, có nhiều thời gian hơn để làm cái phần JavaScript chứ không dạy về HTML CSS trong khóa này các bạn nha. HTML CSS mình sẽ nói ở một cái uh, khóa khác hoặc là mình sẽ nói trên YouTube ha chứ mình sẽ không nói trong khóa này các bạn nha. Nói xin, cơ bản thôi chứ mình không nói nhiều ha. Cho nên bạn uh, bạn phải biết về HTML CSS cơ bản một xíu thì để khi mà làm việc trên những cái cái giao diện á thì mình sẽ không phải giải thích nhiều ha rồi thì trong khóa này nó sẽ đi qua nhiều cái module ha thì trong đó mình sẽ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người setup cái môi trường làm việc sẽ là cả những cái phần mềm nào cả những ứng dụng nào rồi làm như thế nào đó để mình có thể bắt đầu mình có được ha rồi à, trước khi bắt trước khi mà đi vào tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình á à, thì mình cũng sẽ đi giới thiệu tổng quan và coi thử là trong cái thế giới lập trình của mình nó có cái gì Uh, nó cái gì là giải thuật rồi ngôn ngữ lập trình là cái gì rồi là sự phát triển của javascript rồi mình học ngôn ngữ lập trình là học cái gì đó vân vân ha thì cho các bạn nắm tổng quát về một cái uh, quá trình phát triển phần mềm nó sẽ gồm những cái uh, thành phần nào để các bạn gọi là mường tưởng được ok uh, đây là một cái quá trình phát triển phần mềm vậy bạn đang tham gia vào trong cái uh, cái cái vị trí nào bạn đang tham gia vào trong cái chỗ nào để bạn nắm được ok đây là một bức tranh toàn cảnh ha và bạn đang ở trong cái vị trí vị trí nào được chưa rồi mình sẽ giới thiệu tổng quan về javascript lịch sử hình thành của nó rồi phát triển rồi làm sao nó nó làm được những chuyện gì vân 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 ha thì trước để cho các bạn là gì mục đích là trước khi các bạn đi vào à, học chi tiết về javascript thì bạn cần nắm được là ok à, tổng quan về một bức tranh toàn cảnh về thế giới lập trình nè về cái javascript nói chung nè thì nó có những cái gì để khi mà mình đi sâu vào mình sẽ hiểu rõ hơn là mình biết là ok mình học mai mút mình sẽ làm ở những vị trí nào các bạn ha rồi thì trong cái khóa học thì nó sẽ có hai cái nội dung bự chính quan trọng luôn thứ nhất là cái phần ngôn ngữ lập trình javascript thứ hai là cái làm việc với browser đây là hai cái bự bự nhất các bạn ha dĩ nhiên là trong khóa học sẽ có những cái bài labs tức là những cái bài bài tập nè nó sẽ là có những cái bài tập về giải thuật cơ bản nè rồi cái bài toán lập trình nè rồi cái game tic tac toe nè rồi cái game color matching để mình có thể demo cho các bạn chút xíu về cái game tic tac toe, tic tac toe dạng như uh, cái game caro các bạn đó, đây này mình zoom lên chút xíu ha, đây ví dụ như là xo xo giống như này các bạn nè ha, đó thì cái o này hàng này sẽ win kiểu kiểu vậy, thì mình có thể apply cái javascript của mình vào để làm ra những cái game đơn giản như thế này, uh, hoặc là một cái game nó phức tạp hơn chút xíu là về cái color matching, uh, đây thì tức là cũng giống như là cái game chút xanh ngày xưa đó các bạn đó tìm ra <laughs> phải mở ra được những cái ô màu nó phải giống nhau ha. Uh, không giống nhau thì không được đó các bạn thấy không khi trùng màu thì nó sẽ đổi cái màu background vân vân đó được chưa mình phải và nó có thời gian đếm đếm ngược nữa hết thời gian này nó sẽ cho cho cái game này nó bị end thì đó là cũng một cái ứng dụng thú vị khi các bạn uh, sử dụng cái javascript để làm những cái game đơn giản trên web như thế này ha uh, và những cái dĩ nhiên là sẽ có rất là nhiều cái bài lab nhỏ 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 nữa uh, và đặc biệt là cái phần liên quan tới giải thuật tức là bạn sẽ giải những cái bài toán những cái vấn đề lập trình từ cơ bản tới đến gọi là hơi hơi khó khó một xíu đó ha chứ không đến mức quá khó các bạn ha à rồi và đặc biệt là mình sẽ cố gắng là gần lọc ghép những cái vấn đề những cái bài toán thực tế mà mình hay gặp để đưa lòng ghép vào để cho các bạn có thể làm quen ha và dĩ nhiên là mình sẽ có một cái đoạn cuối kỳ cái đoạn cuối kỳ này nó sẽ là một cái trang đầy đủ crud tức là bạn sẽ có listing nè có pagination nè có tạo mới nè có sửa nè và có detail nè đó có đầy đủ luôn các bạn ha và dĩ nhiên bạn sẽ phải làm việc và tương tác với lại API các bạn ha thì đây là một cái bài à, cuối kỳ à, của một à, học trò của mình ha thật ra đây là bài của học trò của mình thì giao diện mình cho sẵn mình về phần HTML mình sẽ cho luôn các bạn chỉ cần viết logic của cái phần JavaScript mà thôi ha thì đây là cái phần loading loading này các bạn muốn làm effect gì cũng được ở đây bạn đang là làm cái effect kiểu như là máy bay nó bay bay vòng vòng ha à, về cái uh, API này các bạn thông cảm là API này do API mình host free cho nên là có thể là nó sẽ hơi bị lâu, tại vì nó phải <laughs> nó bị nó bị slip ở trên server các bạn. ờ mình không biết là tháng này nó còn còn giờ không ta, rồi có thể là nó đã hết luôn rồi các bạn à. cái api cái api này nó, nó tháng này nó hết nó hết rồi ha. để qua đầu tháng sau nó sẽ có lại dữ liệu thì lúc đó các bạn sẽ thấy cái này nó hoạt động ha. mình sẽ đi mua sau. ok. <laughs> rồi à, tại vì cái này là do api đó là mình public cho mọi người xài, cho nên là có lúc đó thì nó nó sẽ còn gọi được có lúc nó sẽ không gọi được ha được chưa tại vì cái mọi người xài nhiều quá được chưa rồi thì như vậy ha khi cái đoạn cuối kỳ này nè bạn sẽ làm một cái uh, một cái đoạn hoàn chỉnh một cái có thể là một cái website hoàn chỉnh luôn á uh, và sử dụng javascript thuần chỉ biết javascript thuần thôi ha không có React gì trong này nha <laughs> rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn deploy lên cái virtual luôn các bạn ha như cái link các bạn thấy là cái link là link của virtual này các bạn hay là uh, một cái link mà học trò của mình đã deploy lên các bạn ha đây nè, được chưa? Cái này API của mình cho tháng này nó uh, nó nó hết hết giờ free rồi á, cho nên là nó 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 không cho mình gọi nữa. Qua đầu tháng sau thì mình sẽ đi bôi sau cho các bạn ha. Về phần ngôn ngữ lập trình thì nó mình sẽ đi sâu vào từng module một ha. Uh, cái này mình sẽ thứ nhất là mình sẽ giới thiệu làm quen về syntax rồi đi qua từng những cái kiểu dữ liệu một rồi sau đó mình sẽ đi qua làm những cái bài tập tổng hợp rồi những cái concept trong javascript lập trình bất đồng bộ, OOB hay là những cái gọi là những cái Clean Code, uh, Principle uh, mình cũng sẽ giới thiệu với bạn luôn trong cái phần ngôn ngữ lập trình này ha để đảm bảo là khi mà các bạn qua được cái phần ngôn ngữ lập trình này nè bạn có thể code được, bạn có thể giải được những cái bài toán cơ bản đơn giản trong lập trình của mình, ok khi mà các bạn nắm được cái phần ngôn ngữ lập trình này nè là bạn có thể tiếp tục đi học tiếp ông thần nó ché rồi đó ha uh, code tiếp với nó ha uh, còn cái phần nếu bạn mà muốn làm frontend thì bạn sẽ học tiếp cái phần làm việc với browser này ha thì trong khung browser này nó sẽ có ba phần chính này bạn sẽ thấy là phần POM, phần dom và phần web api thì mình sẽ đi tìm hiểu từng cái từng cái một POM nó là cái gì, dom nó là cái gì, rồi web api nó là cái gì ha thì khi mình hiểu được những thứ này xong là mình có thể làm việc được trên uh, web thoải mái nhẹ nhàng đơn giản ha đấy thì các anh thấy là khóa học này nó đi từ những bước từ rất là đầu từ những cái thuật ngữ đơn giản nhất từ những cái nhỏ nhỏ nhất khi mà một người chưa biết gì về lập trình thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu với các bạn để các bạn có thể biết được một cái bức tranh toàn cảnh về cái thế giới lập trình ha à, rồi sau đó mình sẽ dẫn dắt từ 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 và từ những cái đơn giản nhất cơ bản nhất của một cái ngôn ngữ lập trình cho đến khi các bạn có được rất là nhiều thứ khác nhau phức tạp lên của một cái ngôn ngữ luôn các bạn ha và dĩ nhiên là bên cạnh đó mình cũng sẽ có những cái bài last đồ án cuối kỳ vân vân để các bạn có thể là à, thực hành và luyện cái skill của mình ok rồi thì à, à, nếu như các bạn nào mà các bạn lưu ý với mình ha nhớ khóa học này nó chỉ có trên Udemy thôi các bạn nha chứ nó không có ở bất cứ nơi nào khác nha các bạn ok rồi thì nếu như mà các bạn mà uh, gọi là yêu thích cái môn JavaScript nếu như các bạn mà gọi hoặc là những bạn mà đã làm web rồi tuy nhiên vẫn chưa có nắm vững lắm về JavaScript vẫn còn nhiều thấy rất là nhiều gọi là thấy nhiều cái vấn đề nó rất là gọi là magic luôn á thì các bạn có thể tham gia cái khóa này bởi vì nó mình sẽ có giải thích rất là nhiều cái concept ở trong này để các bạn hãy nắm và hiểu rõ được các bạn chắc vấn đề các bạn ha Ok, rồi à, cảm ơn tất các bạn đã à, theo dõi video này. Hy vọng là gặp các bạn ở trong khóa khóa học này nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học nha.